Để mẹ làm cỏ nha. Giờ Lu xuống chơi để mẹ làm cỏ nha. Giờ đây có cái mít này cả nhà này. Giờ mình sẽ cho Lu lên mít chơi. Mít cả nhà, cái mít này, cái mít mà nhà mình mới trồng nên em thử ra nó chưa có trái. Mà em Lu coi em Lu di chuyển rất là dễ thương. Mình hôm nay ta tập cho em Lu đi ra ra dậy với mình vậy là cho em Lu lá cao luôn. Lu mẹ dễ thương quá ha. Tội nghiệp quá ha. Cả nhà coi léo này. Đấy, 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 gọi chưa? Leo lên đây. Đấy. Ôi trời thương. À, quả thanh long rất là ngon. Đó cả nhà. Mình cắt rất là ngon. Mình sẽ cắt cho Lu ăn. Lu đang leo lên lại lên cái mít lại với cả nhà. Cầm hai tay. Ôi trông ngon quá cả nhà ơi. Ôi rất là thích luôn, đi đông với mẹ rất là thích luôn. Ngon con. Mẹ cũng ăn nè. Ngọt lắm anh ạ. Cục đỏ. Có ăn Lu thích chưa? ngon chưa? Quá ngon luôn. Rơi một miếng thôi nó nhìn theo luôn cả nhà ơi. Mẹ ăn cũng ngon nữa luôn. Mẹ cắt nè các con. Đây mẹ di chuyển lên cho con nha. Đây nha mẹ, mẹ giúp con, mẹ hộ con nha. Ra đây nè. À. Đây đây, mẹ hộ, mẹ hộ. Đây. À.
ngon chưa, để mẹ lau bực, mẹ lau miệng uống cho mụn được cả nhà ơi. Mẹ lau cho con.